Thưa quý khán giả, nắng thì bụi, mưa thì đọng nước sình lầy. Đây là thực trạng của tuyến đường tỉnh 827D của tỉnh Long An. Mặc dù đoạn hư hỏng nằm trên địa bàn huyện Châu Thành có chiều dài chỉ khoảng 6 km, nhưng khiến cho việc lưu thông và sinh hoạt của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Điều đáng nói hơn khi đây là địa phương đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cảnh tượng như thế này đã quá quen thuộc với bà con sinh sống ở đây trong nhiều năm qua. Hàng chục năm gắn bó với nơi này, cũng là từng ấy năm, ông Nguyễn Văn Dũng, xã Hiệp Thạnh, phải chịu cảnh sống cùng với con đường đầy bụi và đất đá lởm chởm. Mưa thì trình lầy lắm, còn bây giờ thì nắng lên là bụi bặm. Bà con đây có nghĩa là chịu không nổi. Không tưới là phải lau nhà hàng ngày, chứ không là bụi dữ lắm. Ngoài xe gắn máy, con đường này còn chịu thêm cảnh quá tải khi số lượng xe tải chở thanh long ra vào liên tục. Chưa dừng lại ở đó, khi đoạn giữa con đường lại có đến hai trường học và khi học sinh đến trường hay ra về thì phải chịu cảnh tượng như thế này. Mà rất nguy hiểm cho học trò, bởi vậy nhiều lúc phụ huynh đưa em học là chắc cú hơn đi xe đạp. Vì sao chứ? Bây giờ cái đường này rất nguy hiểm, xe Honda rồi xe tải rồi chở thanh long á, rất nguy hiểm đối với các em học sinh. Đằng mà xe á chạy á ba gác á chở thanh long á. Nhiều khi mấy bà già chạy có người văng xuống kinh luôn, thiệt em nói thiệt luôn á. Cái đợt em đi rước con em á, bà già chạy làm sao mà hai bà cháu văng xuống kinh luôn á, nhờ người ta bên đường người ta vớt hai bà cháu lên luôn á. Và em cũng rất mong á là tuyến đường này á là có tráng nhựa để cho người dân đi lại thuận tiện. Đường tỉnh 827D đi qua huyện Châu Thành có tổng chiều dài 8,5 km, điểm đầu tại pha Bình Tịnh, điểm cuối tại cầu Bình Cách giáp tỉnh Tiền Giang. Hiện đã láng nhựa được 2,5 km và đoạn còn lại là gần 6 km đang trải đá sỏi. Trước đây đoạn này do huyện Châu Thành quản lý, nhưng đến năm 2013 đã giao về Sở Giao thông Vận tải. Mặc dù sở cũng đã thường xuyên dặm giá các ổ gà, khai rãnh thoát nước để đảm bảo giao thông, thế nhưng sau thời gian thì tiếp tục xuống cấp. Sẽ cân đối nguồn vốn để nhựa hóa đoạn tuyến này. Thì nếu mà mình chỉ làm dân sinh, phục vụ dân sinh thì cái mặt đường là láng nhựa 3,5 m phục vụ dân sinh á, thì chúng tôi khái toán dự kiến là khoảng 10 tỷ. Về nguồn vốn á, thì hiện giờ là do chưa có kế hoạch, cho nên là chúng tôi sẽ bàn bạc, sẽ xem xét cân đối là có cái đề xuất cụ thể với Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Sống tại một địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, thế nhưng người dân trên tuyến đường tỉnh 827D vẫn chưa thụ hưởng được nhiều lợi ích từ nông thôn mới mang lại. Với sự chủ động từ nhiều phía, thời gian tới, con đường này sẽ sớm được nhựa hóa để việc đi lại của người dân dễ dàng hơn.